nhận được những tình cảm cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương, mà đặc biệt là bác sĩ Huỳnh Văn Nhị. Tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Huỳnh Văn Nhị, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ có đôi lời gửi tới chúng ta. Xin trân trọng kính mời bác sĩ.